Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam. Và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 với nhiều nội dung đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ, người dân và các cơ quan chức năng đang áp dụng nhiều biện pháp để ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Volachit và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào đã sang thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, cùng tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Các nhà lãnh đạo đã tin tưởng mạnh mẽ rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hai nước sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả mới, to lớn hơn nữa trên con đường đi tới phồn vinh, theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào đều bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017, tạo cơ sở thuận lợi để hai đảng, hai nước tiếp tục thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào lên tầm cao mới. Hai bên cũng trao đổi thống nhất về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi đảng, chiến lược phát triển của mỗi nước trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, đảm bảo định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường hợp tác về ngoại giao, an ninh, quốc phòng, tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước dưới nhiều hình thức, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước, mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban đảng, bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nhân dân Việt Nam ở các tỉnh chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ và sạt lở đất vừa qua. Cũng trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm Việt Nam. Sau các cuộc làm việc tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào tiếp tục tới thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Thưa quý vị, vào sáng ngày 3 tháng 7, Chính phủ đã tiến hành phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương trong ngày 2 tháng 7 về tình hình kinh tế xã hội. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chính phủ ngay trong chiều mai trình Thường trực Chính phủ tổng hợp những kiến nghị của lãnh đạo các địa phương tại phiên họp ngày hôm qua giữa Chính phủ với các địa phương. Phần lớn, những kiến nghị này đều về cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư các dự án đường bộ, đường thủy, cảng và sân bay. Thủ tướng yêu cầu những vấn đề nào Thủ tướng hay Phó Thủ tướng quyết định được thì quyết ngay để trả lời cho các địa phương. Vấn đề nào giao các bộ nghiên cứu thì phải có thời hạn trả lời cụ thể. Thủ tướng nhấn mạnh, phản hồi của Chính phủ đối với kiến nghị của các địa phương phải bằng những hành động cụ thể nhằm tạo thành một sự kết hợp. Nếu địa phương kiến nghị lên
mà chính phủ không trả lời rõ ràng thì họ sẽ không kiến nghị nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh thành phải rà soát để cắt giảm số đoàn, số người và thời gian đi nước ngoài, trừ Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương đi đàm phán. Thủ tướng cũng giao các bộ bố trí nguồn vốn để thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho 12 dân tộc thiểu số rất ít người ở 12 tỉnh và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phê duyệt cách đây đã 2 năm. Tại phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao Đài Truyền Việt Nam cùng với Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhà tài trợ đã hợp sức mua được bản quyền giải vô địch bóng đá thế giới để phục vụ khán giả trong nước. Đây là một việc làm quan trọng và có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay. Cho ý kiến vào dự án luật kiến trúc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ theo hướng cần có chiến lược để định hình kiến trúc quốc gia, vì hiện nay kiến trúc nhà cửa ở Việt Nam không có bản sắc rõ ràng và rất lộn xộn. Dự thảo luật cũng cần quy định phải có mẫu kiến trúc nhà theo văn hóa các vùng miền để khuyến cáo nhưng không bắt buộc thực hiện. Có như thế mới giảm bớt được tình trạng kiến trúc nhà cửa xô bồ như hiện nay. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cân nhắc và nêu lại ý kiến rộng rãi về quy định kiến trúc sư phải có chứng chỉ hành nghề với thời hạn 5 năm. Chính phủ nhất trí sớm ban hành nghị định quy định những người Việt Nam tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nhưng đang định cư ở nước ngoài sẽ được hưởng chính sách đãi ngộ. Chính phủ cũng nhất trí cho phép xây dựng nghị định quản lý cát sỏi lòng sông để ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức các loại vật liệu này. Về chương trình xây dựng luật pháp lệnh 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật trên tinh thần đảm bảo chất lượng và tiến độ, đồng thời giao Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng pháp luật của các bộ. Tiếp theo bản tin là một số thông tin đối ngoại đáng chú ý. Tiếp tục chuyến thăm Hy Lạp chiều ngày 2 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nikos Voutis và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp Việt Nam Georgios Varemanos. Hai bên đánh giá cao hợp tác nghị viện, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Quốc hội Hy Lạp tiếp tục ủng hộ việc ký và sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA. Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Nikos Voutis khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ EVFTA và sẽ cùng chính phủ Hy Lạp nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam song phương cũng như đa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng thống Brazil Michel Temer. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng cũng đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil. Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác trong việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Nhân dịp này, hai bên đã ký hiệp định cấp chính phủ về hợp tác hàng không, bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Brazil. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil. Trong chuyến thăm và làm việc tại Panama vừa qua, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã có các cuộc tiếp kiến Tổng thống Panama Juan Carlos Varela, hội kiến với Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Isabel San Malo, hội đàm với Chủ tịch Đảng người Panama cầm quyền Joy Luz Varela và Tổng Bí thư Đảng Cách mạng Dân chủ Pedro Miguel González, làm việc với lãnh đạo một số cơ quan phòng chống tham nhũng của Panama. Tổng thống Panama và lãnh đạo các đảng người Panama cầm quyền và Đảng Cách mạng Dân chủ đều khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ đang ngày một gia tăng và dự báo sẽ kéo dài đến gần cuối tuần. Trong khi vào lúc 13 giờ ngày 2 tháng 7 chỉ có một điểm xấp xỉ 40 độ C, thì sang đến ngày 3 tháng 7 đã có tới 4 điểm, tập trung tại Hà Nam và Thanh Hóa.
Nhiệt độ cao nhất ở Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục phổ biến là từ 38 đến 40 độ C. Một số nơi ở Hà Nam, Thanh Hóa là trên 40 độ C. Theo ghi nhận thì nhiệt độ ban ngày luôn trên 35 độ C, độ ẩm chỉ còn khoảng từ 40. Nắng nóng thì đang khiến các khu rừng rơi vào tình trạng cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, cấp cao nhất trong cấp dự báo cháy rừng do Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra. Dù vậy thì thực tế cho thấy công tác phòng chống cháy rừng tại nhiều địa phương còn gặp phải không ít bất cập. Nếu không sớm tập trung khắc phục thì các vụ cháy rừng sẽ còn diễn ra, nhất là trong thời điểm nắng nóng như là hiện nay. Đã có trên 5 hectare keo tràm của ông Việt đã thiệt hại hoàn toàn sau vụ cháy. Ngoài nguyên nhân do trời nắng nóng trên 40 độ C, gió thổi mạnh, đồi núi dốc, một điều dễ nhận thấy tại hiện trường là lớp thực bì dày khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Gia đình cũng là cùng năm nào phải làm, chỉ làm cái đường tuyến thôi. Chứ thực bì thì thực chất mà nói là gió cái lá nó đổ với xuống thì nó dày thì cái thực bì ăn cháy cũng lớn, nhưng mà cái nó thì không thể dọn được. Một vụ cháy khác tại huyện Đức Thọ ngày hôm qua, chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người nhưng sau rất nhiều giờ mới dập được lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại một số địa phương khá mỏng, ý thức của người dân chưa cao nên khi xảy ra cháy thì việc huy động nhân lực dập lửa gặp nhiều khó khăn. Việc tham gia của người dân ở đấy thì thực ra là chúng tôi đánh giá chưa cao, bởi vì là họ không có cái sản xuất rừng ở đấy, không có đất trồng rừng. Cái thứ hai là họ coi cái rừng mà được trồng hiện nay tại cái khu vực đó là trách nhiệm của cái chủ rừng. Theo thống kê sơ bộ, trong các ngày từ 25 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7, cả nước đã xảy ra 12 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại khoảng 28,5 hectare. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nâng mức cảnh báo cao nhất cho toàn khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ. Hiện nay thì chúng tôi đang có 3 đoàn công tác đang đi làm việc với các địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, và chúng tôi đã chỉ đạo cho kiểm lâm vùng là có mặt ở tất cả các cái tỉnh có nguy cơ cháy cao, cũng như là chuẩn bị sẵn sàng các cái phương án hỗ trợ các địa phương khi cháy lớn xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện khẩn báo động 12 tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa cần tập trung cao độ cho công tác phòng chống cháy rừng bằng nhiều giải pháp, bởi với tình hình nắng nóng gay gắt như hiện nay, một phút lơ là có thể phải trả giá đắt. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Điện lực miền Trung đã lên phương án để đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Công suất điện của khu vực miền Trung tăng cực đại, có ngày lên đến 60 triệu kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Đà Nẵng, các trạm biến áp bị tăng phụ tải đột ngột, khiến ngành điện lực phải thay biến áp, nâng công suất để đảm bảo cấp điện phục vụ người dân. Hiện nay, hệ thống điện quốc gia đang được vận hành hợp nhất là đường dây 500 kV Bắc Nam thường xuyên vận hành các công suất cao từ phía Bắc và miền Trung đẩy vào miền Nam. Miền Trung là một cái khu vực mà ở đó là cân bằng nguồn phát thừa hơn so với lại là cái phụ tải sử dụng mà đẩy vào miền Nam. Đối với lại cái quan điểm tập đoàn điện Việt Nam hiện nay là dù nắng nóng, dù là khó khăn cái tiết mùa khô này sẽ đảm bảo được đủ nguồn để cung cấp mà và hạn chế để tình trạng sự cố làm cái gián đoạn mất điện khách hàng. Điện lực miền Trung đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục các điểm xung yếu, dừng công tác trên các lưới điện không cần thiết, sử dụng công nghệ mới trong sửa chữa, nâng cấp công suất các trạm biến áp mà không cần cắt điện, tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt sản xuất. Hiện tượng thời tiết nắng nóng cực đoan cũng đang khiến cho việc canh tác của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, từ nay đến ngày 7 tháng 7 đang là khung thời vụ để bà con triển khai gieo cấy lúa vụ mùa, tuân thủ lịch thời vụ để tránh ảnh hưởng mưa bão. Và nhiều hộ đã chuyển sang làm ruộng về đêm để có thể hoàn thành lịch gieo cấy, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại một huyện ở Hà Nội. Cánh đồng xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai. 4 giờ sáng, ánh sáng từ những chiếc đèn pin leo lét như thế này là nguồn sáng duy nhất giúp bà con cấy lúa. Với nguồn ánh sáng thế này, người nhiều kinh nghiệm như ông Tuân cũng chỉ đạt năng suất bằng một nửa ban ngày. Lúa cũng vì thế mà không thể thẳng hàng. Nhưng dù có khó nữa thì gia đình ông cũng phải chấp nhận.
Bây giờ bà 8, bà 9 độ, nếu mà đi cấy không đi sớm thì đến tầm 9 giờ, 10 giờ thì không thể cấy nổi. Nhược điểm là vậy, nhưng ưu điểm cũng rất nhiều. Nhiệt độ vào thời điểm sáng sớm tại cánh đồng chỉ dưới 30 độ C, chênh lệch hơn 10 độ so với ban ngày, nên cấy đêm ngoài đảm bảo sức khỏe cho người dân còn giúp cho mạ phát triển tốt hơn. Tranh thủ thì làm là sáng sớm lúc 3-4 giờ, từ lúc 3-4 giờ là lúc nắng lên là về, thì nó mát mẻ hơn. Mà cấy lúc ý là lúa nó mát, mà người mát. Tuy nhiên theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, dù bà con tận dụng cấy đêm nhưng với nhiệt độ quá cao vào ban ngày thì chất lượng vụ mùa sẽ vẫn bị ảnh hưởng. Vì hầu hết người dân đều cắt cao gốc dạ để thu hoạch lúa nên phần lớn rơm dạ tồn tại trong ruộng từ vụ xuân sẽ khó phân hủy, dễ phát sinh sâu bệnh hại ở vụ mùa. Đối với nhiều bà con nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ thì thời điểm cách đây hơn 10 năm, nhiều người dân chưa bao giờ phải cấy đêm như hiện nay. Và vào thời điểm ban ngày hiện nay, thời tiết đang trở nên khắc nghiệt hơn bất cứ lúc nào. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến trên 40 độ C. Nhiệt độ cao như thế này, ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì cũng làm cho chất lượng của cây mạ phát triển không tốt. Khi mà chúng ta cấy thì chúng ta trở vào những ngày thời tiết nắng nóng thì chúng ta không nên bón phân đạm. Việc chuẩn bị mạ, sau khi nhổ mạ xong thì chúng ta nhổ đến đâu cấy đến đó, không nên để mạ qua ngày vì gặp thời tiết nắng nóng nó có thể sẽ tác động đến cái cây mạ, làm cho mạ nhanh bị hư hỏng. 5 giờ 30 sáng cũng là lúc bà con kết thúc công việc. Lúc này, nhiều hộ dân có máy cấy tự động mới bắt đầu làm việc. Tuy máy cho năng suất, nhưng cũng chỉ lúc mặt trời lên cao là bà con đóng máy ra về. Cánh đồng này, chỉ vài tiếng nữa thôi, nước mặt ruộng sẽ nóng dần lên bởi cái nắng như thiêu như đốt. Việc đồng áng sẽ phải đảo lộn thêm vài ngày khi những đợt nắng nóng gay gắt này qua đi trong những ngày tới. Trong phần tiếp theo của bản tin, xuất khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều điểm sáng, tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Với cách giàn dựng mới mẻ, kết hợp cả rối nước và rối cạn, Đồng Vọng Rối Việt là một trong những sản phẩm nghệ thuật rối mới và đặc sắc nhất hiện nay, thu hút đông đảo du khách. Tiếp tục bản tin thời sự. Thưa quý vị, hiện nay đang có 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 10% tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố và hơn 50% giá trị trong toàn ngành công nghiệp thành phố. Thế nhưng, khi hỏi đến sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh là gì, thành phố vẫn chưa thể xác định rõ. Trong phiên họp tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở Công Thương thành phố sớm làm rõ vấn đề này và làm rõ vì sao phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chưa có điểm nhấn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Công Thương cần đưa giải pháp cụ thể phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố. Chủ tịch cũng đặt câu hỏi về việc thu hút đầu tư khi mà 6 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 430 dự án đầu tư nước ngoài FDI. Tuy nhiên, vốn đăng ký đầu tư trung bình mỗi dự án chỉ là 1 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp công nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng để lắng nghe các kiến nghị và hiến kế. Ngoài ra, thì thành phố cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên sâu vào cuối tháng 7 này để tập trung làm rõ thế nào là sản phẩm công nghiệp chủ lực, xác định quyền lợi và chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố. Vào sáng ngày 3 tháng 7 tại Hà Nội, hội thảo diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2018 đã diễn ra. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia trong nước đại diện Bộ Tài chính đều cho rằng diễn biến chỉ số tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2018 tương đối sát với dự báo và kịch bản điều hành giá do Ban chỉ đạo điều hành giá đề ra từ hồi đầu năm. Theo đó, thì mặt bằng giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm biến động theo hướng tương đối cao, trong 2 tháng đầu năm giảm nhẹ trong tháng 3 và tăng trở lại trong 3 tháng tiếp theo. Tính trung bình trong 6 tháng đầu năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng bình quân CPI đã tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018 đã xuất hiện một số yếu tố gây áp lực khá lớn lên mặt bằng giá, như là giá xăng dầu, giá ga thế giới, giá lương thực liên tục tăng cao. Đây là những thách thức cho mục tiêu kiểm soát mức tăng giá CPI cả năm dưới 4% do chính phủ đề ra từ hồi đầu năm.
Lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện ước tính đạt gần 114 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 1 mặt hàng so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này là điểm sáng của xuất khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Xuất khẩu thì tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nếu như trước đây doanh nghiệp này chỉ xuất khẩu được gạo phẩm cấp trung bình sang Indonesia, Malaysia, thì vừa qua họ đã trúng gói thầu xuất khẩu 50.000 tấn gạo phẩm cấp cao Japonica sang thị trường Hàn Quốc với mức giá 800 đô la Mỹ một tấn. Các doanh nghiệp mà đầu tư bài bản về kiểm soát chất lượng và bám sát nhu cầu của các nhà nhập khẩu thì chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với lại các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên thế giới. Không chỉ doanh nghiệp mừng, xuất khẩu gạo tốt trong nửa đầu năm nay đã thu về cho nền kinh tế trên 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Khi cái tỷ trọng nó cao như vậy ấy, thì dẫn tới cái giá gạo, cái kim ngạch xuất khẩu gạo của chúng ta tăng lên và như vậy tính giá bình quân thì cao lên. Gạo là một trong các mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm 20 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Còn dẫn đầu vẫn là các mặt hàng như điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện. Giá trị của 20 mặt hàng này chiếm tới hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, nhóm tỷ đô có thêm mặt hàng mới là kim loại thường. Tại thời điểm này nó có nhiều vấn đề phải suy nghĩ về cái tác động tiêu cực của cái bối cảnh kinh tế thế giới. Thì là cái tình trạng của 6 tháng đầu năm ấy, nó cho chúng ta thấy là một cái động thái mà tăng trưởng tương đối là chắc chắn của cái nền kinh tế trong năm nay. Một điểm đáng chú ý trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam đó là sự tăng trưởng của khu vực kinh tế trong nước đã chiếm tới 20%. Trong đó, ngoài các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như gạo, thì trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp trong nước đã tham gia xuất khẩu nhiều mặt hàng công nghiệp khác. Đối với nhóm hàng công nghiệp thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng đóng góp vào những cái mặt hàng mà có cái tỷ lệ gia công cao như là dệt may, như là da giày và đồ gỗ. Trong cái nhóm này thì có cả cái sự tham gia của các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chiếm lĩnh dần những cái thị phần ở trong cái nhóm như vậy và cũng đóng góp tích cực vào cái việc chúng ta có xuất siêu. Mục tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm nay được đặt ra là 250 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, chúng ta đã đạt được một nửa mục tiêu đề ra. Và đây là tín hiệu tích cực để Việt Nam tiếp tục cán đích trong nửa năm còn lại. Nhất là khi các doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng sẽ được hưởng lợi lớn về thuế quan khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA dự kiến sẽ sớm được ký kết. Đồng vọng rối Việt là một trong những sản phẩm nghệ thuật mới nhất và đặc sắc nhất của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Kể từ khi được ra mắt khán giả vào cuối tháng 1 năm 2018 cho đến nay, chương trình vẫn chứng tỏ được sức hấp dẫn với 2-3 suất diễn liên tục vào tất cả các ngày trong tuần. Điều gì đã làm nên sức hấp dẫn cho rối Việt đến như vậy? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong phóng sự sau. Không gian múa rối nước truyền thống đã được thiết kế lại để thêm một phần sân khấu dành cho múa rối cạn ở bên trên. Nhờ sân khấu đặc biệt này mà vở diễn Đánh cáo bắt vịt theo kiểu múa rối nước đơn thuần trước đây đã được dàn dựng lại một cách mới mẻ, kết hợp cả rối nước và rối cạn, đan xen phần diễn xuất, tấu hài và ca hát của chính người nghệ sĩ múa rối. Cái múa rối nước Việt Nam nó hay rồi, nhưng mà đôi khi nó vẫn bị chậm chạp, nó vẫn rất là đặc của truyền thống. Nhưng mà với ngày hôm nay, đặc biệt với thế hệ trẻ, thì tôi muốn là cũng muốn cho cái nhịp biểu diễn cũng có một đưa cái cuộc sống vào nữa, không mất đi cái tĩnh lặng, không mất đi những cái uyển chuyển của dân gian, nhưng bên cạnh đấy cũng đưa những cái nhịp sống vào để cho người xem họ cảm thấy là nó luôn luôn tồn tại song hành cùng với đời sống của người dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các em sinh viên và các cháu thiếu nhi. Là tổng hòa của tất cả những vở diễn đã được giải quốc tế của Nhà hát Múa rối Việt Nam, chương trình Đồng vọng rối Việt được xây dựng trong vòng nhiều năm kể từ khâu lên ý tưởng, thiết kế xây dựng lại sân khấu, tập các kỹ thuật rối mới cho các nghệ sĩ. Một ekip bao gồm đúng 10 nghệ sĩ chịu trách nhiệm vận hành cả một chương trình kéo dài 60 phút với đủ các thể loại rối phức tạp. Khi mà những vở mới ấy, thì mình phải làm quen với rối này và phải tự diễn viên. Tất nhiên là đạo diễn cũng có những cái gẩy cho mình, nhưng mà tự diễn viên phải làm quen với con rối này, làm quen với động tác này. Con rối đấy hoàn toàn khác nhau. Mỗi một vở, mỗi một trò lại hoàn toàn khác nhau.
với sự kết hợp độc đáo của các loại hình múa rối giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữa nhạc dân tộc và công nghệ hiện đại. Đồng vọng rối Việt được Tổng cục Du lịch lựa chọn là một nội dung trong tour du lịch dành cho khách quốc tế nhằm giới thiệu văn hóa nghệ thuật truyền thống và ẩm thực của Việt Nam. Càng ngày cái kỹ thuật múa rối của mình ngày càng rất là cao và làm khiến cho người xem có những cái mà không phân biệt đâu là rối, đâu là người nữa. Nó là rất là tuyệt vời, từ đầu đến cuối. Không bỏ một tí gì mà các cháu cũng rất là thích, rất là ham mê và vỗ tay rất là nhiệt tình. Sân khấu nghệ thuật truyền thống đang rất cần những thử nghiệm mới, kịch bản mới, hình thức biểu diễn mới dựa trên nền tảng truyền thống như đồng vọng rối Việt. Vẫn không gian mái ngói, thủy đình và hồ nước, nhưng rối Việt đã khoác lên mình một diện mạo mới, thu hút đông đảo khán giả trong nước cũng như quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.